kênh Hollywood Barber Shop. Thì hôm nay mình đang đi tìm nhân vật trải nghiệm cho hành trình thay đổi bản thân. Thì mọi người hãy theo chân của mình nha. Mình chào bạn nha. Mình tên là Thu, mình đến từ Hollywood Barber Shop. Thì hôm nay mình đang quay một cái chương trình thực tế là thử thách thay đổi bản thân. Thì mình muốn mời bạn tham gia chung với tụi mình. Thử thách là thử thách gì chị? Bên mình thử thách về thay đổi kiểu tóc. Tóc, nhưng mà tóc em khó cắt lắm. Bên chị cắt được không á? Bạn có thể cho mình xem kiểu tóc hiện tại của mình không? Tóc này thì bên mình vẫn có thể cắt được cho bạn nha. Nhưng mà lâu không chị? Thời gian thì tầm 30 đến 45 phút. Dạ, vậy thì được. Rồi, mình cảm ơn bạn nha. Em chào anh. Chào. Hôm nay em sẽ là người trực tiếp thay đổi cái kiểu tóc để cho phù hợp với gương mặt của anh. Em sẽ cắt cho anh một cái kiểu undercut quip, là tí nữa em sẽ cắt gọn gàng ở phần trên đây, xong em sẽ duỗi cho nó nằm qua một bên cái mái, là mình có thể tùy chỉnh vuốt đằng ngược về sau được, và cũng vuốt phòng qua một bên cũng được. Rồi, bây giờ em cắt cho anh luôn ha. Dạ rồi, ok em. Sau khi thay đổi kiểu tóc thì bạn có cảm nghĩ như thế nào? Dạ em thấy hài lòng, thấy đẹp. Tóc em nó không còn bị xù, bị gói như trước nữa. Sau đây thì anh Thọ có lời khuyên gì cho bạn không? Thì em có lời khuyên là tóc của anh là chất tóc rất là thưa và mỏng và hay bị xù. Thì anh nên sử dụng những loại sáp, chẳng hạn như là clay, giúp cho tóc anh nó vô nếp hơn. Và có thể sử dụng thêm một ít gôm để giữ tóc cứng, không có bị bay nữa.